Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình Đặng Ngoại Tâm To Be. Thì mọi người xem cái tiêu đề cũng biết là hôm nay mình ra cái video gì rồi. Nói về cái video này á, đó chính là cái món bao tử khìa nước dừa. Thì để làm cái video này thì thực sự là mình cũng suy nghĩ đó, cái kênh là làm về chủ đề Nhật Bản mà tại sao lại ra nhiều về cái video về đồ ăn vậy. Thì mình làm thứ nhất là vì mình thích thôi mọi người. Cái thứ hai nữa là mình đang định hướng cho em mình. Em mình thì năm nay nó nhỏ hơn mình 10 tuổi á. Thì định hướng xem là nó học khoảng 11 rồi. Là một năm, 2 năm nữa thì bắt đầu vô đại học. Mình sẽ làm những món ăn, là ý của mình nói là sẽ có rất còn nhiều con đường nữa, không những chỉ riêng con đường đi đại học. Thì sau khi mình đi về nước á, thì em mình nó có muốn mở quán ăn hay gì đó, mình sẽ hỗ trợ nó rồi làm những công việc mà nó thích đó. Và mình cũng thích nấu ăn đó mọi người, nấu ăn để làm món nhậu, vừa nhậu được mà vừa ăn được nữa. Hai mọi người cùng bắt đầu thôi. Hello mọi người, bây giờ thì đến siêu thị rồi, mình sẽ mua dừa tươi và bắt đầu mình sẽ quay cho mọi người xem là cái giá ở ở Nhật như thế nào nha mọi người. Tại vì hiện tại bây giờ là Covid ở đây nó còn nhiều hơn ở Việt Nam mình nữa, nên mình sẽ bịt khẩu trang trong quá trình mình đi siêu thị nha mọi người. Đây nè mọi người, đu đủ là khoảng 100 ngàn một trái á, khoảng 500 yên là 100 ngàn ở Việt Nam mình. Còn thanh long á thì 321 yên, nó là khoảng 60. Còn những trái xoài này á thì khoảng 300 ngoài yên. Mọi người tiếp theo sẽ là cà chua bi ha mọi người. Cái này là khoảng 200, khoảng 40 ngàn, bao nhiêu đây nè mọi người. Hiện tại là đã có dừa, cà chua bi, hai thứ đây. Tiếp theo mình sẽ lấy cải nha mọi người. Cái này là một khoảng 150, cái này khoảng 30 ngàn. Mọi người cuối cùng đây sẽ là mình sẽ lấy dưa leo. Đây là một trái là khoảng 73 yên. Đây à, hãy mọi người, cơ bản là bây giờ nó đã có đủ cái phần nguyên liệu để mình sơ chế rồi đó. Cái phần bao tử này là khoảng 500 g ha, mình mua hôm qua trước rồi đó. Mọi thứ cái này người Nhật họ đã sơ chế sẵn rồi, cái này chắc có lẽ là đã luộc sơ rồi đó, bắt đầu mới vô hộp gì nè. Bây giờ mình sẽ rửa rau trước cho mọi người. Nhâm nó trước đi, từ chỗ phần rau. Đó, bây giờ đã xong cái phần rau rồi đó. Giờ bắt đầu mình sơ chế đến cái phần bao tử nè. Cái bao tử này là quan trọng nha mọi người. Như hồi nãy mình có nói với các bạn đó, là cái phần bao tử này cũng là phần quan trọng, nên mặc dù ở đây người Nhật họ đã làm sơ chế rồi và đã trụng rồi một lần rồi, nhưng mình cũng phải bóp muối lại mọi người, cho thêm 2 muỗng bóp muối rồi bắt đầu chút sẽ rửa bằng rượu.
Đó mọi người, sau khi mà bóp muối xong thì cái bộ tử nó bị gì nè. Sự này cái đã sơ chế rồi nhưng mình sẽ làm lại một tuần nữa. Bây giờ tiếp theo mình sẽ rửa nó cái rượu ha. Rửa nó bằng rượu nho nè mọi người. Đây, rượu nho đây, bóp vô. Tiếp theo sẽ là chanh. Thôi mình cũng bóp chung luôn cái phần bao tử này, nó quan trọng rồi. Cái tiếp theo là một công đoạn để mình xử lý cái bao tử này nữa, để cho nó thơm á mọi người. Mình sẽ đổ nước mắm vô. Cái này là nước mắm Thái nha mọi người, không phải nước mắm của Việt Nam. Mình muốn chảy ra. Mọi người, cái phần tỏi đây mình đã băm xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ốp cái phần bao tử của mình ha mọi người. Đó. Cái phần tỏi băm này mình sẽ cho vào hết luôn. Đường đi nửa ký bao tử mình sẽ cho nó khoảng một muỗng đường thôi. Cái lượng đường này tùy một miếng thêm nhí nó đi, tùy cái người ăn ít hay nhiều mà cân đối cái lượng đường thôi mọi người. Tiếp theo là bột ngọt, chùm nhí bột ngọt. Cuối cùng là nước mắm. Đây. Ít thôi, tại vì hồi nãy mình đã sấy nước mắm mà rồi, sợ nó mặn nè. À, tiêu hồi nãy mình mua nè mọi người, tiêu ở Nhật nè. Đó. Cái phần mình vừa để vô mọi người, mình trộn lên ha mọi người. Cái gia vị để cho nó ngấm gia vị, rồi sau đó để lại nó tầm khoảng 15 hay nửa tiếng gì đi. Bây giờ là cái lúc mình đợi cho cái gia vị nó ngấm vô cái bao tử mình xem nè mọi người. Trái dừa nè. Người Nhật họ kỹ, mọi người nhìn sơ một cái chi tiết thôi là biết họ kỹ như thế nào đó. Đây nè, về cái phần trái dừa thấy không? Nếu mà mình muốn uống á thì họ hướng dẫn luôn nè. Là mình sẽ khoét cái lỗ phía trên đây nè. Đâu vậy? Cái phần nhọn là phần này, vậy là uống là phát lỗ trên đây đó mọi người. Còn mình muốn ăn á thì mình cắt, họ có hướng dẫn hết rồi. Đây nè, thà bê rửa nè, mình cắt ở đây cái phần trên, cái phần nhọn nè mình cắt ngang đây để mình ăn cái đó. Thấy chưa mọi người, còn rất nhiều cái chi tiết nữa, rảnh mình sẽ làm cho mọi người xem về cái sự mà chi tiết đó, cẩn thận của người Nhật trên từng cái sản phẩm của họ luôn. Không biết là có bạn nào ở Nhật giống cảnh giống mình không? Ba cây dao này của Nhật hết. Nó nhỏ xíu à, muốn sử dụng để mà cạy vật cứng chi dừa thì rất là khó. Mình nãy mình dùng cái này nè, mình khỏ nó mới được, nó mới bể. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành là khìa thôi, khui được rồi. Chảo cái đầu nóng mọi người, mình đổ dầu được. Không cần nhiều đâu. Ít thôi. Xong mình cho phần tỏi hồi nãy mình đập xong dập đó mọi người. Không
không cần phải để bên tỏi này vàng đâu, cho nó thơm thơm tí xíu rồi là mình bỏ cái bao tử vào được rồi. Mọi người ơi, hồi nãy giờ chắc cũng khoảng 20 phút rồi đó. Bây giờ mình khìa tí xíu nữa cho nó khô phần dưới đó. Đó mọi người, phần bao tử đã chín rồi mọi người ơi. Bắt đầu lấy ra mình sắc thôi. Mọi người, bây giờ nó trên chảo rồi. Bây giờ mình xong rồi, lấy xuống mình sắc luôn. Mùi thơm của tỏi như dừa nó bốc lên nồng nặc luôn. Đây là mọi người, sau khi mình đã sắc xong rồi thì mình sẽ lấy cái phần sắc này nè, mình đổ ngược lại cái phần sốt hồi nãy, mình trộn lên một phần nữa trong chảo á để cho nó thấm vô vị. Nhà mọi người, hai phần, cái phần nãy mình cắt phần nửa bao tử thôi, còn phần nữa mình đổ ngược lại cái chảo để mình trộn lại phần sốt một lần nữa. Xong rồi. Nó xong rồi đó mọi người. Đó, cuối cùng đã xong cái món ăn của mình, bao tử khè nước dừa tan tan tan. Ngoài ra thì mình muốn ăn cơm, mình ăn tí xíu cơm với đây là nước mắm chua. Bạn nào ăn nước mắm chua thì ăn rồi nước tương, tương ớt chocolate mix đó mọi người. Bắt đầu thôi nào. Hello mọi người, sau một buổi chuẩn bị thì cuối cùng bây giờ món ăn nó cũng đã hoàn tất rồi, mình bắt đầu review nó thôi.
để coi khoảng là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng bắt đầu khi mình làm lúc 2 giờ mà bây giờ là khoảng 5 giờ đó mọi người. Tại vì á không phải là tại vì muốn ăn đâu, tại vì mình còn những cái mình đi siêu thị rồi đó nó lâu rồi, không nói về dòng nữa, bây giờ mình bắt đầu thôi. Đầu tiên là mình sẽ ăn một cái miếng ngô tử này với miếng tỏi không chấm gì cả. Vừa ăn luôn mọi người mà nó hơi nhỉnh á, có nghĩa chắc là luôn mình cảm thấy là mình vừa ăn á, chắc có lẽ một phần á là hồi nãy do mình làm cái lúc mà mình ghim với nước mắm á, lúc mình khử cái mùi của nó đi đó, nhưng mà rất là vừa ăn. Tỏi bây giờ mình sẽ chấm một miếng cái đầu tiên nãy là mình quên mời mọi người tại vì mình quá là tập trung chứ phần hồi chưa dở là làm nó đã đói rồi. Mời mọi người mình sẽ chấm với nước với tương ớt thì chocolate cho mọi người nhé. Đây mọi người, mình sẽ ăn thế cho mọi người tại vì mọi người chỉ xem được qua hình ảnh thôi. Thật sự là ngon lắm mọi người. Ở đây hiện tại á, bây giờ ở Nhật á là lễ ô bông mà công ty mình nghỉ tới 10 ngày lận. Thật sự là mình sẽ làm những món ăn để như là phục vụ cho bản thân mình thôi, nó vui hơn. À mọi người, cái món này á, ô tử này á, mình định nói gì ta, là mình nghĩ là lúc đầu là nó sẽ dai nhưng mà không dai đâu mọi người. Mình ghim với mình kèm với nước dừa thì nó có cái độ mềm nhất định, vừa ăn lắm. Nhưng về bao tử thì mình thích nó hơn so với ruột, tại vì cái bao tử là cái phần nó tiếp xúc với thức ăn á, cơ bản là nó sạch hơn so với ruột. Nên như từ ở Việt Nam giờ là mình hay qua đây là mình đều kiếm cái món bao tử này để mình làm mình ăn á, ngon lắm. Mọi người xem như leo ở Nhật nè, trái nó rất là ngon. Về rau củ quả ở Nhật nó là rất đắt nha mọi người, bởi vì đất nước ở Nhật đó, đa phần nó là núi á, nên việc trồng nông nghiệp nó là khó khăn hơn ở Việt Nam mình. Nhưng vì khi mà họ đã trồng á là chất lượng là rất là tốt, nói chung là mình an tâm về cái những sản phẩm của họ làm ra, giống như là rau organic ở Đà Lạt Việt Nam mình vậy đó, hay là Việt Gáp rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ chấm với một miếng nước mắm chua mà mình đã làm trước đó. Mời mọi người, mình sẽ ăn thế cho. Mà là có cơm nữa, mình sẽ ăn với một tí cơm, cơm nó chắc bụng.
Tại bây giờ mình cơ bản á là nêm nếm nó đã vừa ăn này, nên mọi người tùy sở thích thôi. Mình có thể chấm với nước tương hoặc là không phải nước tương mà là tương ớt á, chocolate hoặc là chiên xui gì đó, hoặc là tỏi á, nước mắm chua á mọi người, khá đặc sắc. Mọi người cái món này á mình có thể vừa ăn được với cơm, vừa ăn chơi ha, hoặc là nhậu được nữa. Mình có chuẩn bị một lon bia cho mọi người đây. Tan, đây là Budweiser đó mọi người. Bia này mình thích nó lắm, ở Việt Nam đến bây giờ cũng vậy, nó dễ uống, nó ngon đó. Mời mọi người. Uống bia xong rồi ăn mồi. Uống bia vô mọi người, nó kích thích mình ăn nhiều hơn nữa. Mọi người, món này khá đặc sắc luôn mọi người. Nói chung là mình hài lòng về cái món mà mình đã nấu. Thật sự là mình cũng chẳng có thể, mình chẳng nói dốc làm gì đâu. Tại vì khi mình làm ra, mình không thể nào mình nói dối được cái khán giả của mình hết. Mới uống Budweiser bây giờ nó ở lên, nó chạo lên, hơi khó chịu. Rồi, mình chỉ review đến đây thôi. Mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người nếu thấy có ích đó, thì đăng ký kênh giùm mình ha. Để lại comment của mình và like cái video này. Cảm ơn mọi người.